ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនពីវិធីខកូដោយផ្សំគ្រឿងដោយខ្លួនឯងចាំមិនចាំបាច់ទិញគ្រឿងខកូស្រាប់ស្រាប់ដែលគេលក់នៅតាមទីផ្សារនោះទេចាដូច្នេះចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើបែបណាចាសូមជួយបងប្អូនតាមដានទស្សនាដោយតទៅ Chà, kinh phẩm mình đôi chia tật trái, sọ sọ, ẩm bẩn, tật đọc cô khắp, bệnh chá, tật chia thò mặt đá, hay nâng cọp bị. Chà, khó cô nên khi chúng đã cọp bị, tự mình đôi chia một ngành. Bà xin chị bông ôn, ọt cho chết cọp bị, dương mạch đã có bàn đài. Kinh phẩm mà tò mặt tiết, chà mình đôi chia cô lạc rấy, dương đòm mạch bệnh chân máu. ចាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមផ្កាច័ន្ទស្លឹកក្រូចសើចរំដេងហើយក្រាប់តូចៗនេះគឺជាក្រាប់ក្រីចាព្រមទាំងម្ទេសផ្លោកក្រៀមចាយើងដាក់ត្រាំទឹកក្តៅឲ្យរីកមកបើបងប្អូនអត់មានម្ទេសផ្លោកក្រៀមយើងប្រើម្សៅម្ទេសផ្លោកចាដបតូចនេះគឺជាម្សៅម្ទេសផ្លោកយើងអាចប្រើជំនួសបាន ចំណែកសាច់ចានាងខ្ញុំដាក់សាច់គោ1 គីឡូចាសាច់គោនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទសាច់មានជាប់ខ្លាញ់ហើយរាងទសៃបន្តិចមិនឆ្ងាញ់ណាចាចំណែកពោះគោនាងខ្ញុំដាក់300 ក្រាមស្មើនឹង3ខាំណាបើបងប្អូនមានប្រហិតសាច់គោក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់ម្ងាស់ចូលគ្នាណានៅពេលខគោយើងឆ្អិនណាចាំយើងដាក់ប្រហិតចុងក្រោយគេ ចាហើយសាច់គោព្រមទាំងពោះគោនឹងយើងហាន់វាយើងធំធំបន្តិចមកដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាចំណែកឯបន្លែវិញនាងខ្ញុំដាក់តែ២មុខនឹងទេណាចានាងខ្ញុំដាក់ប៉េងប៉ោះ5ផ្លែហាន់វាធំប៉ុណ្ណឹងមកហើយនឹងក្រដ២មើមក្រដយើងត្រូវហាន់ធំធំដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមព្រមទាំងម្ទេសផ្លោកដែលបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅមុននឹងយើងត្រាំឲ្យរីកល្អប៉ុណ្ណឹងមកចា
lỡ dân bạc phương ở đau tớ cha hãy đặt bên cha pram sạp bệnh bài chốn prom tiền crop kari mùi sạp bệnh bài cha crop kari ní nên khi nhóm linh vi rô hô tốt ta chân bò lỡ dân linh vi ở crop riêng kriêm mình tịnh dân trâu prao phương mà sống cha cũng bạc khăn bệnh vì ai tiết khăn nhé bà lạc bà chút á cha chẳng nợ bê đại crop kari kriêm hãy dân sẵn crop nâng chân màu ở á cha hai cày móc dân đã sạc rồi sao chốt cà chăn rụm đến hai nâng cột sạc cày cha dương ở cha cường từng ở nâng ở lần chui mình tách sân bắt đầu máu dân đã ở cường để bàn cân môn nâng á miền đồi chia tâm cỏ hom tâm so hai nâng một tay plau kiếm dương ở linh viên hồ tổ tài cha kiếm hay ở lần po cỏ hom xa đó hai trăng ở chấm nồi này bớt xanh chỉ bông bông nồi miên mà tê plau kem tê dưng ai prà mà sao mà tê plau chấm nốt các bạn đại cứ tha ở chân po cả hòm xà đôi kia nhé lỡ dưng ai đã ở sạch cô hay nâng buộc cô cho ba nấy chàng chân ở cái lại này cái dưng chụp bò cường từng ở nâng ở chỗ sập chỉ mỗi nâng sạch cô chà ở chỗ sập kia là ở sân máu chầm dương đặt rồng ngò về chà rồng ngò bật phượng hiện khang tiếp tới đầm bay ở sạch cô nâng chân tật chà chân tật tật nâng cứ ở lần chà bò cô nâng ở bên sân chỉ dương rồng ngò ắt đặt tật nâng té ở kho cô nâng ai bên ở lần chà lần ở chà bắt ở chăng nhỉ hai chỉ là bên nắng dân trời ở xa cô về phòng cùng ơi cloud bạt chăng á cha nên những nhóm rụng ngõ ban ở môi sư tu hay về đặt tập ban phần nắng á chẳng nên nhóm chập đầu mở đặt cha cường tế châu tại mặt đường á cha chấm nún cường tế cứ nên nhóm mở tham thoi tam cầu á chẳng nên nhóm sờ mặt đường ở nơi tầng ở kia nghỉ sưu thua tam á cha chẳng nên nhóm đặt tập tray bay sập bề bay châu scoso bay sập bề bay umble pi sập bề bay prom tiền gặp bị mùi sập bề bay phong đai bàn tay nên khi mở ọt bàn cho thọt á chẳng bông bồn ở phụ mơ tam nắng á bèo dương slo cho ăn nắng
mơ thà khóa ấy sư ấy thêm thôi tam nâng bù thà cho nổ chất ách khóc ní. Mình tốt mốt nên khi nhóm đặt tất cả là lịch chồ, tất ní cứ đâm bù rủi ro lấy nên khi nhóm chạy chồ tất cứ dương mình chăm bạch chùm này bê đâm về ở bù một đoàn tiết tên ní bông bồn khởi nhé vì chạp đâm bù bà đào anh chấn khi nhóm đã rùm ngò cường tưởng ơ nâng ở chỗ chết ní bà hai cả là màu xanh á. Ở lâu ban cả là màu ngay chân ở trong đạo bình phá hay nâng cổ rột trô lá chân trong trầm nội ní bà sân chi ở sạch cô hướng sạch khăn bông bôn mơ tam nâng đá bù tha sạch cô để khi nhóm dù một bà ní vì ở sâu sạch khăn ấy nà nà tê chà chân nên khi nhóm cô cường tương ơ nâng ở trô sọp cho mùi nâng bà lái bà tọa móc trong đạo tật trô chà trầm nôn mùi lịt cường xong để nên khi nhóm thơ ní chà bà tật chúng nôn bản năng cứ lồm mồm chăng anh nhé, bản thân chỉ khó cô mình tập tràn về rêu về ắt chăng anh nhỉ, cha hay nam mối dương trâu chân này, bây giờ đồng bây rụng ngô tụm rụm tại việc bàn khạp mà vậy nhé, chẳng bông bồn bây giờ bây giờ mình tích nông ca đã chân nôn tập châu lắm. Chà đôi chân này, chân nôn tập tăng lực tìm môi năng lực tìm bì ní xa rộp tăng ớ, mình chân nôn mùi lít cả lá. Lỡ dương đã rụng ngô ra hô tôi ta sạch cô phôi lộ. Chà hai đầm bay ơi, ở kho cô mê rô chít căn tè chungui chung anh nhá. Chà nên khi nhóm bần thaym tức đọc cô khắp buôn xa lập rệp bài chôl. Chẳng bỏ bông bà ôn ọt mên tức đọc cô tế dưng đã ở sko so, chà đã sko so chôl hiển trả ơn tách hay phụ mớ lắm. Chà kho cô đã chung anh cứ trơ mê rô chít riêng bà em. Chà bà em bần tách hay nâng ở prai riêng một. Chẳng bông bà ôn complex ở bần thaym cập bị chôl phong á. Nếu bây giờ dân rụng ngọt sạch cô phôi là mồm hay chăm dân đã bật sạch cô chôn á. Chà bụt tha ở bật sạch cô này vì chân sẽ rạp vầy. Nhưng bông bông cùng rụng ngọt sạch cô ở phôi chô lô bê ở chân ngàn nhé. Lần này ở khô cô rồi bỏ nên khi nhóm chân rủi rô lại chà rủ chết chân ngàn hay vì thi thơ có ọt bà đai còn thay dân ở trâu ca cường xóm riêng tràn bình tạch bình tay là tập hoa đại dương từ tuột bán cứ tha rô chết chân ngành nhá. Khó cô ní cứ dân ạ nhằm ban cho mùi nâng tràn giáng chạy đôi chìa nụng bắn rồi có sổ mi, sổ cụi tiêu hơi ở dương ly cho mùi nâng bình lại mùi chùm nụa nâng xâm khăn nhằng cái cứ mồm chà mồm chung mùi chà chân bông bông complex xà là bông thua nhằm thằng ọc nha ná hơi ở complex chui share video ní hệ bàn tràn phong ọc con xâm rạp ca tạm đàn tu xà video đo chọc chụp nha nư video cry tiệt ọc con chùm đẹp liê.